Sáng Chủ nhật 5 tháng 9 vừa qua, hàng ngàn Phật tử, quan khách, đồng hương xa gần đã về Tacoma dự lễ khánh thành ngôi chùa Phật giáo lớn của vùng Puget Sound, tiểu bang Washington. Nghi lễ đã được tổ chức trang trọng trước sân chùa vào buổi sáng. Sau đó là phần tiệc chay và văn nghệ cúng dường đã được tổ chức cho đến chiều tối. Ngôi chùa Phục Huệ đã thành lập từ hồi 1994. Nhưng mà dời đến cái chỗ này thì từ hồi 2001 và bắt đầu xây dựng từ hồi 2008 cho đến bây giờ mới thành tựu. Chùa thì rộng được 6.000 square feet và 4.000 cho cái hội trường, cũng như là cái đất này thì 6 acre. Phật tử của đạo tràng Phước Huệ có một món quà rất là đơn sơ để cảm niệm công đức của Thầy đã dựng lên tại địa phương cho chúng con một ngôi già lam Phước Huệ. Thì với cá nhân em thì thấy cái chùa này là một cái chùa mà em nghĩ là một trong những cái chùa lớn nhất của tiểu bang Washington này. Vừa bậc kinh rộng rãi rồi chùa rất là đẹp, tất cả hoàn toàn mới. Và kính thưa quý vị, xin quý vị nộp một tràng pháo tay để chúc mừng cho chùa Phước Huệ các băng khánh thành. Yes. Mười sáu năm thầy chúng tôi là thầy Thích Phúc Toàn đã rất là vất vả cùng với tất cả các Phật tử tạo dựng ngôi chùa này trong 16 năm qua. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng và rất là hãnh diện. Thị trưởng Tacoma Marilyn Strickland ngỏ lời chào mừng. I am honored to be here today to celebrate the grand opening of the Vietnamese Buddhist Meditation and Cultural Center. Well, this is a very, very exciting addition to the city of Tacoma. This, and I want to congratulate the Vietnamese community for opening the Buddhist Meditation and Cultural Center. This is very exciting for us. Phạm Hoài Hương và Phạm Bảo Đôn, thông tấn viên SBTN và người Việt Tây Bắc, tường trình từ Tacoma, Washington.